Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 4 tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước. Buổi lễ phát động tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Văn Sắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian qua, với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2011 đến nay, ngân sách nhà nước và xã hội đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 820.000 hộ gia đình, người có công, hộ nghèo trong cả nước. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho 670.000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc các địa phương và các bộ ngành, doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, qua rà soát, cả nước vẫn còn 315.000 hộ cần hỗ trợ nhà ở. Hiện các địa phương đang nỗ lực triển khai đến hết năm 2025 hỗ trợ nhà cho 145.000 hộ, theo chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ba chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, cả nước còn 170.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa thuộc đối tượng hỗ trợ sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát. Nghị quyết 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đặt mục tiêu đến năm 2030 xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát. Lễ phát động hôm nay cụ thể hóa nghị quyết này, phấn đấu đến hết năm 2025 xây dựng 170.000 căn nhà. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thủ tướng kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân, ai có gì góp nấy, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, hưởng ứng bằng nhiều cách khác nhau trong điều kiện của mình, góp phần tạo nên phong trào sâu rộng, hoàn thành thắng lợi mục tiêu này. Tại lễ phát động, các doanh nghiệp, các tập đoàn đã hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước với số tiền 376 tỷ đồng. Từ sự ủng hộ này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành phân bổ đợt 1, ưu tiên cho 40 địa phương có hộ nghèo cao. Thưa quý vị, hôm nay ngày 13 tháng 4, nhằm mùng 5 tháng 3 âm lịch, cũng là ngày đầu tiên trong 3 ngày Tết cổ truyền Chon Cha Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer. Nội dung này sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chiều ngày 12 tháng 4, ông Nguyễn Văn Thống, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng đã đến thăm và chúc Tết Chon Cha Nam Thơ Mây tại chùa Đây Tà Suốt, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú. Cùng đi có lãnh đạo huyện ủy Mỹ Tú. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của bà con đồng bào Khmer tại địa phương. Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Văn Thống đã gửi lời chúc sức khỏe đến các vị sư sãi, ban quản trị chùa và bà con Phật tử đón Tết cổ truyền Chon Cha Nam Thơ Mây vui tươi, hạnh phúc. Mong đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Nhân dịp Tết cổ truyền Chon Cha Nam Thơ Mây, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cùng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu người Khmer trên địa bàn phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Tại các nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, qua đó thông tin nhanh về kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo trong đồng bào Khmer, đồng thời ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các gia đình chính sách Khmer tiêu biểu nói riêng và đồng bào Khmer nói chung đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, và mong muốn bà con phát huy truyền thống đại đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Quốc Nam đã trao tặng quà và chúc các gia đình đón Tết cổ truyền Chon Cha Nam Thơ Mây vui tươi, đầm ấm. Dịp này, lãnh đạo công an tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm chúc Tết chùa Prai Chop, thị xã Vĩnh Châu, chùa Sông Rong, thành phố Sóc Trăng, chùa Bưng Sa và chùa Sơ Rây Tạm Ơn, huyện Trần Đề. Lãnh đạo công an tỉnh đã chúc sức khỏe các vị chức sắc, sư sãi, thành viên ban quản trị và chúc đến bà con Phật tử đón Tết cổ truyền vui tươi đầm ấm. Qua đó cảm ơn đóng góp của các nhà chùa trong vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Cũng trong ngày, đoàn đã đến thăm chúc Tết ông Thạch Than, nguyên phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lâm Ren, nguyên phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ông Trần Song, nguyên phó cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ và ông Tề Văn Thành, nguyên phó bí thư thường trực huyện ủy Trần Đề.